Bây giờ mình đã đến đường rẽ vào trong các quán của Bồng Bềnh đó. Quán đầu tiên là quán Bè Sơn Phát. Đây là đoạn đường mình đi từ quốc lộ 1D của thành phố Quy Nhơn vào Xuân Hải. Xong cầu thì mình sẽ đi đến đây và mình rẽ vào. Và sẽ có một ngôi chợ nhỏ nhỏ xinh xinh. Lâu rồi em không đi, không biết là còn cái khu chợ đó không. Đây vẫn còn khu chợ, nhưng mà đường là bữa nay làm là dễ đi rồi, lúc trước là đường đất á, hơi khó đi. Cái nơi này đó có cái chợ, chợ họp rất là nhỏ, rất là ít thưa thớt, nhưng mà đa số cũng bán về nguồn hải sản là nhiều à. Đã tới nơi là mình sẽ có một cây cầu cầu huyền thoại à, mình đá những cái bè thuyền, em quay bên cái khúc bè đây cho cả những cô chú các cá cầu cá bè đó là mình đã đến Bồng Bềnh rồi nha cả nhà ơi. À, em quay cây cầu đi để cô chú anh chị biết đường vào xong xong rồi mình sẽ đến nơi là mình sẽ ngắm. Ồ, hôm nay trời thời tiết ở Quy Nhơn cũng se lạnh và có gió nên lượng khách về những nơi này hoặc là Hòn Khô. Thì Hòn Khô thì em định chia sẻ với cô chú anh chị, nhưng mà Hòn Khô là đang mưa gió mọi người không có qua, nên em qua bên bè ở Bồng Bềnh chia sẻ với cô chú anh chị hải sản Bồng Bềnh mùa Tết và những ngày thường cũng đều đắt đỏ à. Ôi, quán Lan Trọng này quá đông luôn, nhiều quán lắm, mình sẽ lựa một quán nào mình thấy phù hợp. Bè Bồng Bềnh đây cô chú anh chị thấy không, à trời ơi, quán Bè Bồng Bềnh với lại quán đặc sản biển Đầm Cù Mông. Rồi mình sẽ Sơn Phát nữa, ba cái mình dừng mình vào cái nào đó. À, thôi mình vô đi đậu Bồng Bềnh rồi em sẽ chia sẻ quán Bồng Bềnh cho cô chú anh chị và các bạn biết ạ. Xin chào cô chú anh chị và các bạn, hiện tại Sự đang có mặt tại quán Bồng Bềnh, có nghĩa là nhiều quán lắm nhưng mà Sự sẽ chọn quán Bồng Bềnh để quán này cũng là một trong những quán mà có lượng khách hàng đông. Thì ở đây có rất là nhiều quán, đây là quán Sơn Phát. Đầu tiên mình bước vào là sẽ có quán Sơn Phát ạ. Đó, sau đó là sẽ đến quán Bồng Bềnh. Ở đây là bước vào ngay cái qua cái cầu là mình sẽ đến luôn. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi theo chân em để vào quán, vào trong Bồng Bềnh. Thì mình vào quán Bồng Bềnh để mình thưởng thức những món hải sản vào mùa Tết. Có rất là nhiều nguồn hàng hải sản tươi sống để mình tha hồ lựa chọn. Em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi theo chân em. Ở đây không gian rất là thoáng mát mà lượng xe về khách về rất là đông. Nhưng mà có một điều là hôm nay em định đi Hòn Khô để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn, nhưng mà không gió đó, gió này nhìn em là biết có gió là mình sẽ đi vào Bồng Bềnh để mình chọn những quán, những món ăn hải sản tươi sống cũng ngon à. Ồ, đây là nguyên một đầm luôn, toàn là sông nước hữu tình. À, đến này tha hồ lựa chọn. À, bây giờ em sẽ đi vào trong này có rất là nhiều. À, em chia sẻ luôn cái bảng hiệu của là quán đặc sản Bồng Bềnh nhận tiệc hội nghị liên hoan sinh nhật luôn. Đặc sản biển Đầm Cù Mông, quán đặc sản biển Bè Bồng Bềnh. Tiền số điện thoại thì em sẽ tiền số điện thoại em chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn nha. Để mất ai trời ơi, có cái cây treo những cái lồng đèn nhìn giống như ở Hà Giang quá, giống như ở Hà Giang xanh. Về Quy Nhơn vẫn nhớ những nơi mà em đã từng đi qua. Đây là xe máy, nơi mà để xe máy này, rất có một cái không gian để xe rất là rộng rãi và thoải mái.
ngay chỗ này là cũng có rộng hàng hải sản luôn. Rồi sau đó mình sẽ ra bè mình lựa thêm ha. Đây, đây gồm cái là tôm sú sống à, ăn ngon lắm ạ. À. Tôm sú sống mà chị hấp hoặc là nướng mọi tuyệt vời. Đây là tôm hùm, gồm cá tôm hùm bông và tôm hùm bông và tôm sú bự nè. Trời ơi. Cái tôm sú ở dưới này to. Trời ơi. Trời ơi con tôm sú to. Dưới này là to ghê luôn không? Đó, cô chú tha hồ mà lựa chọn về bồng bềnh tha hồ mà lựa chọn hàng hải sản tươi sống. Đây là tôm hùm bông, tôm hùm tre đầy đủ ạ. Rồi. Hấp dẫn quá. Mùa Tết mà đi vào những nơi này, không gian thoáng mát, khung cảnh hữu tình. À, trời ơi, ở đây tôm sú nhiều quá. Trời ơi, tôm này mà hấp nước dừa hoặc là nướng ăn với muối ớt không còn gì bằng. Đó, đây là ghẹ, ghẹ cũng to đó. Trời ơi, em sẽ chia sẻ. Đây, đây, đây là thực đơn. Thực đơn thức ăn đó, em chia sẻ thực đơn cho cả nhà mình nha. Đây. Đây là quán bồng bềnh, số điện thoại đây. 0984588846. Quán đặc sản biển bồng bềnh và trong bồng bềnh và quán bồng bềnh luôn. Tuyệt vời quá. Mùa Tết là đây ạ. Rồi, cái đoạn đường đi xuống đẹp lắm. Đây là con tôm tích hay còn gọi là con bề bề. Cô chú anh chị các bạn thấy thì cũng không to lắm, nhưng mà em nghĩ là cái hàng này là hàng thiên nhiên ngon ạ. Trời ơi. Cái này hấp lên. Cái này là không biết cô chú anh chị và các bạn có biết một điều là cái con tôm tích này mà ở Quy Nhơn em á, là mọi người hồi xưa á, là ai mà em bé rồi mà bị đá dầm á, bị hay tè dầm á, thì là ăn cái con tôm tích này là sẽ hết bị tè dầm ở trên giường vào mỗi tối nha. À, em đã chia sẻ còn thực đơn đây là cá hết rồi. Bên này cũng có một cái thực đơn nhã nhã xinh xinh, ghẹ ốc hương, ốc câu ở đây là đặc sản á. Nếu mà đến Bồng Bềnh thì mình nên ăn ốc câu. Ốc câu là một trong những đặc sản ở Bồng Bềnh khi mình đến ạ. Ốc câu, ốc nhảy, tôm sú, hàu, mực, xeo, xà mai, xìa, ngao hai còi, cua, xà dương, xà bung, tu hài, cháo, mì xào, cá dìa, cá chim, cá mú, ốc lộn xộn. Rồi, tuyệt vời quá. Bây giờ mình sẽ đi tiếp đến đoạn dưới này. Đây, đây là cái khúc dưới tóc giá bay. Ôi, biển xanh mướt luôn. À, ở dưới này mình tha hồ lựa chọn đẹp quá. Cái đoạn đường mình đi xuống đây rất là đẹp luôn ạ. Trời ơi, đoạn đường này mà đi xuống là tuyệt vời. Đây. À, ốc hương rất là to đây em ơi. Đoạn đường mà đi xuống đây là nhìn đây 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 em, đoạn đường đi xuống này nè, đó. Đẹp không ạ? À, có cây cầu bắc qua. Hai bên là những cái hàng hải sản mà tha hồ mình lựa chọn. À, còn đây là một bên đào. À, đây là một bên mai. Dễ thôi nhưng mà nhìn rất là đẹp và rực rỡ ạ. Đây là con xà mai ạ. Đó. Con xà mai. Đây là con xà mai là nhìn to lắm luôn á. Đó. Mọi người Tết bán cũng đông nên em tự chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn luôn cho để không cần người tư vấn. Trời ơi, khách đông ghê luôn. Đây. Đây là ghẹ nè. Đây là ghẹ nè. Đây là cái đoạn em chia sẻ khách cho cô chú anh chị và các bạn biết rồi. À, không gian rất là thoáng mát, đẹp. Trời ơi. Đó. Và đây là
những con ghẹ. Ghẹ. Cá ghẹ bông với cá nhiều, hai loại ghẹ. Thường thường là em lại thích ăn loại ghẹ này. Loại ghẹ này thì cái thịt nó có vẻ ngon hơn cái ghẹ bên kia. Cái ghẹ mà rằng á thì không có ngon bằng cái ghẹ bông đâu ạ. Rồi. Đây là ốc hương to lắm luôn. À. Ốc hương. Nhìn ở dưới xa xa thôi, vớt lên to lắm. Em ở ngoài em nhìn rất là to luôn ạ. Bên kia là xìa hơi bị nhiều á, em sẽ các cái chỗ mà ra mình chụp hình check in nữa nè. Đây. Em đi ra chụp hình check in. Đẹp quá. Ai. Đây nè. Cô chú anh chị và các bạn thấy không? Đi một đoạn là qua cây cầu là cá mai, cá đào đầy đủ. Đẹp. Rồi. Đây là cái không gian của quán Bồng Bền. Đẹp lắm. Thoáng mát đẹp, khách đông. Rất là đông. Đây em sẽ ra cái khu này, em định quay xìa nữa mà em thấy cái khu check in đẹp quá. Mình chụp, trời ơi. Đây chụp một tấm nha. Chụp cái cảnh hồ này nè, đẹp quá. Rồi. Bên này là gồm cá xìa, những con xìa và con sò rất là to. Đó. Xìa với sò rất là to luôn, cho nên mình tha hồ mà mình lựa chọn những cái nguồn hàng mà ưng ý, hàng sống. Cô chú anh chị và các bạn hãy đến Bồng Bền của Quy Nhơn sông Cầu. Đây là những con cá chim. Cá chim ở đây cũng rất là to ạ. Rồi, cả nhà mình nhìn cá rõ không ạ? Cá chim này thì mình có thể mình nướng muối ớt và mình nấu thơm kè hoặc hành ớt cũng ngon ạ. Ôi xà dương to quá. Đây là con xà dương, nay là quán đông quá cho nên là em không có nhờ ai tư vấn giùm. Em chia sẻ với cả nhà luôn ạ. Đây là con cá mú. Cá mú cũng rất là to. Xà dương. Xà dương to lắm ạ. Xà dương à. Đây là con xà mai. Đó, xà mai. Cái con xà gì bộ đây em không nhớ. À, con tu hài. Ốc hương to ghê luôn ạ. Đây. Ôi xà dương to quá. Cá xà dương to hơn nữa, nhưng mà xà dương như thế này là cũng ok rồi ạ. Đây ốc hương rất là to luôn. Những món nào mà hôm bữa em có ăn ở tại hải sản Kim Ngân rồi thì em sẽ không chia sẻ thêm. Em sẽ chia sẻ những cái món mà em chưa dùng để cô chú anh chị và các bạn biết hương vị của nó như thế nào ạ. Đây là con tu hài. Tu hài này là hấp, nấu, cháo đều ngon. À, đây là con ốc câu. Con ốc câu mà lúc nãy em chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn. Đây là con ốc câu. Ốc. Chị ơi, con đây là con ốc. Đây là con ốc câu mà hồi nãy em nói khi mà đi vào Bồng Bềnh thì cô chú anh chị và các bạn nên gọi một phần này, bởi vì ốc câu này á là giá cũng không có cao nhưng mà ăn nó ngon, với lại nó cũng là cái đặc trưng của trong cái khu Bồng Bềnh này ạ. Nhiều lắm. Em đang tìm đường đi chia sẻ với cô chú. Đây là con gì đây? Xà dương ở đây nhiều quá hả chị? Ở xà dương đang mùa à? Mùa của xà dương. À mùa động là không có xà dương, mà mùa này đang mùa cho nên là nên đi qua đường này thôi. Đường này đi cẩn thận à. Đây là hàu. Trời ơi, hàu này thì nhiều cô chú anh chị và các bạn á ăn thì hay ăn hàu nướng mỡ hành, hàu nướng phô mai, nhưng mà em chia sẻ một cái món mà tí nữa em sẽ gọi luôn. Đó là hàu mù tạt và hàu hàu mù tạt và hàu nhúng xả, cực kỳ ngon. Đây. Đây là những gì mà nãy giờ em chia sẻ tại quán Bồng Bền.
ở trong khu vực Bồng Bềnh để mà khách du lịch, khách địa phương mình vào đây thì mình sẽ ăn được những món hàng hải sản tươi sống, mà đặc biệt là đa số là sống luôn. Em xin mời cô chú anh chị và các bạn đi theo chân em để mà đến bàn ăn gọi những món ăn chia sẻ với cả nhà mình. Đây là lượng khách hàng ở quán, quán rất là thông thoáng. Đây là quầy, quầy thu ngân. Lượng khách hàng rất là thông, rất là nhiều và không gian rất là thông thoáng. Mùa Tết là đây ạ. Mình cứ vào này thì mình sẽ có những món ăn sống tươi ngon. Cho chị hỏi thăm ở đây ai là chủ của em? Chủ ở trên quán. Chủ ở trên rồi hả? Chủ tên Nguyễn Thị Sen hả? Trời ơi, chị ruột em, chị hai em cũng tên Nguyễn Thị Sen. Chủ cũng Nguyễn Thị Sen. Rồi, em xin phép mời cả nhà mình cùng đi theo chân em để đến bàn và chọn những món ăn ngon ạ. Đây là cái bàn của em chọn bàn này gần gần bè nè, cả nhà thấy không, Bồng Bềnh nè. Vào này thì cái quán tên Bồng Bềnh nhưng mà thật sự ngồi quán này cũng Bồng Bềnh đó 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 đó, đó Bồng Bềnh, Bồng Bềnh. À thì em sẽ ngồi ngay chỗ này để mà nhìn ra, em thích nhìn view thoáng. Đây là menu của quán, bây giờ em sẽ gọi những cái món ở đây ạ. Đây là tôm hùm thì em tự em ghi luôn. Để mọi người khách đông á, để mọi người phục vụ các được nhiều khách, mùa Tết này bán được cũng mừng. À, tôm hùm là 1,6 triệu một ký. Tôm tít là 700 một ký. Tôm sú 750 một ký. Là đây em quay rõ là để làm những món này thì cô chú anh chị xem giùm em luôn là cái gì, gọi món sau này mình đặt cũng được. Mình đến tôm sú hấp nướng, nướng muối ớt, cháy tỏi, wasabi, nấu lẩu, nấu cháo. Tôm tít thì hấp với lại là cháy tỏi, tôm sú thì nướng muối ớt, hấp wasabi, sốt me, cháy tỏi, sốt thái, xà huyết, nướng mọi, lát cót, xà dương. Xà huyết chưa có giá ạ. Xà dương 350 một ký. Hấp xả, xà dương rẻ này, ở đây mà giá 350 là rẻ ạ. À. Xà to. Xà dương là hấp xả, hấp thái. Xà chén 350 một ký, xà chén cũng to ngon. Nướng mỡ hành, nướng phô mai. Xà mai nướng mỡ. Nướng mỡ hành ngon ạ. À. 60.000 một con, nướng mỡ hành. Xìa hấp nước xả. Xìa hấp xả đó. Ốc hương 600.000 một ký. Hấp xả, rang muối, nướng mọi, cháy tỏi, ram me. Nghêu 300.000 một ký, hấp xả, hấp thái. Ốc nhảy 600.000 một ký. Ốc nhảy cũng là một trong những đặc sản của hải sản Bình Định nè. Hấp ốc nhảy cái mới ngon, ngon hơn ốc nhảy đực. Ốc nhảy là hấp xả. Ốc câu 300 một ký, hấp xả, nhum. Cá nhum 50.000 một con, nướng mỡ hành, nướng phô mai. Bây giờ em sẽ gọi món. Ai còn bên này nữa? À bên này còn ạ. À. Bên này là cá mú 500.000 một ký, hấp bún, nướng muối ớt, chiên xù, wasabi. Là ăn sashimi ạ. Hấp Hồng Kông. Cá bóp hấp bún, nướng muối ớt, nấu lẩu, chiên sốt cà, cua sen, hấp rang me, nấu lẩu, xeo 400.000 một ký. Xeo em cũng không có biết con xeo, để em xem thử. Hấp nướng mỡ hành, nướng phô mai đó. Thì bây giờ em quay rõ cả nhà mình đọc kỹ vào giùm em nha, bởi vì nhiều quá. Rồi em sẽ chọn món, rồi em ăn món em chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn nữa. Nói em đọc giá thôi. Mực thì 600.000 một ký. Ốc đỏ, ốc đỏ đây là ốc ốc nhảy à. Ốc nhảy đỏ 400.000 một ký. Ghẹ 700.000 một ký. Hàu 150 một ký. Cháo 150 một phần. Tu hài 600.000 một ký. Cá chỉ vàng 450 một ký. Cá này ăn khô uống bia ngon à. Cá tai bố. Cái này em không biết. À, chưa có giá. Món khác. Đó, món khác. Cả nhà mình đọc kỹ giùm em. 400.000 một phần.
Đó, gồm có lẩu, có cơm, có mì, rau, rồi gỏi, ốc rồi đó, ngũ quả. Rồi, bây giờ em sẽ gọi món nha. Em mời cô chú anh chị và các bạn cùng chọn món với em. Em sẽ gọi ốc, câu, ốc câu. Em lấy nửa ký ốc câu, 1/2 ký ốc nhảy. Ăn ốc câu rồi thôi mình chia sẻ thêm ốc nhảy đi, bởi vì ốc câu, ốc nhảy giờ là những cái món đặc sản ở đây à. Ốc nhảy lấy nửa ký, ốc nhảy 1/2 ký. Rồi, xà dương đang mua, xà dương giá rẻ 350, xà dương cũng lấy nửa ký, hai chị em cho nên là lấy ít thôi à. Mình làm một cái phần hàu sashimi, hàu sashimi, nhưng mà mình có thể mình nhúng xẻ luôn ạ. Hàu sashimi, hàu nãy giờ em không thấy cái con hàu trong này ha, trong này không thấy hàu, nhưng mà hàu nãy là nhìn to ngon. Hàu sashimi cộng nhúng xẻ đây, nhúng xẻ. Rồi, cháo xìa, xìa, cháo xìa cộng tôm. Rồi, còn cái tôm tít á, mình lấy ít thôi ha, cho tôm tít nó nhã nhã, em cũng ít thích ăn. Tôm tít em chia sẻ cả nhà mình lấy khoảng 3 lạng ha, 3 lạng, tôm tít nhỏ ăn nhiều ạ, 3 lạng. Rồi, đây là menu của em. À, nghe thấy hấp dẫn không? Đây là món hàu sashimi và nhúng xả. Thì cái món này em sẽ chia sẻ cô chú anh chị và các bạn, cho nhiều người không có ăn cái món này. Ở tại thành phố Quy Nhơn em thì hay ăn ạ. Cháo xìa tôm. Đó, mực. Đây, đây là những cái menu. Dạ, em cảm ơn chị. Thì bây giờ em xin phép giới thiệu lại những món ăn trên bàn. Lúc nãy em đã làm hết rồi, nhưng mà do là bị mất âm thanh, bị mất, cho nên là bây giờ em xin phép là chẩm chéo em cũng đã pha rồi ạ. Chẩm chéo thì em cũng đã pha rồi, cho nên là em sẽ chia sẻ tiếp về món ăn. Đó, đây là chẩm chéo em đã pha cùng với nước ngọt. Nếu mà ai ở khu vực Quy Nhơn Bình Định miền Trung mà chưa quen cái hương vị chẩm chéo của khu vực Tây Bắc á, thì mình có thể pha chung với nước ngọt. Thì em mới pha xong, em đã giới thiệu hết mà bị mất tiếng, bây giờ em sẽ giới thiệu lại. Đây là con xà dương. Xà dương lúc nãy mình xem nó to nhưng mà bây giờ là nó hơi nhỏ xinh xinh á. Là con xà dương này là em làm hấp để em coi thử cái hương vị của con xà dương, độ ngọt cũng như là nguyên chất như thế nào. Chứ thường thường xà dương là nướng mỡ hành ngon hơn ạ. Rồi còn này là con ốc nhảy cái. Trời ơi, con ốc nhảy cái. Sau này cô chú anh chị và các bạn mà vào trong này á, có gọi hoặc là ăn hải sản ở Quy Nhơn Bình Định á, hoặc là ở đâu trên mọi miền Tổ quốc mà có ốc nhảy á, mà mình gặp được những con ốc nhảy cái này thì tuyệt vời ạ. À, ốc nhảy cái thì nó to, nó ngon hơn ốc nhảy đực. Ốc nhảy đực thì nó nhỏ hơn ạ. À, hấp dẫn quá. Còn đây, đây là con nhum. Con nhum thì bên trong này em gọi để em chia sẻ của chú anh chị và các bạn thôi, chứ còn thực sự là đồ ăn cũng nhiều. Em kêu cho em với cameraman mỗi người một con ăn chia sẻ. Đây là con nhum, là cái phần bên trong thịt của nó là cả vài cánh á. Mình có sẽ lấy những cái thịt đó mình ăn, có người không biết à, cứ nghĩ là nguyên trong con nhum là sẽ có hết thịt, nhưng mà thực sự là nó có từng cánh, những cái cánh đó là thịt của con nhum ạ. À, nhum thì nướng mỡ hành ạ. À, cái gai mình cầm nhẹ tay thôi chứ cũng có thể là đau tay mình. Đây là con sêu. Con sêu nó giống như là, em quay sát vô, con sêu này là nó giống như là con xà điệp, nhưng mà thực sự là nó không phải là, nhìn nó giống thôi nhưng mà nó tên là con sêu ạ. À, tới nay em ăn em chia sẻ thử là cái thịt của con sêu với con xà điệp nó có như thế nào. Và đây là mực, mực nướng muối ớt, mực nang nướng muối ớt. Cái món này mà nhắm mà chấm với chẩm chéo rồi mà ăn uống bia nữa thì không còn gì bằng. Còn về nói về cái nước sốt thần thánh ở các cái khu vực mà bán về hải sản thì đây là muối ớt dẻo. Muối ớt dẻo này thì gồm có sữa, có đường, hoặc là không, có thể không bỏ đường cũng được, có thể không bỏ đường, muối, sữa, chanh, ớt. À, nhìn nước chấm thần thánh.
của Quy Nhơn Bình Định và kèm với nước chấm thần thánh của đặc sản Tây Bắc nữa thì tuyệt vời quá. Bên cạnh em là con bờ bờ, đây là con bờ bờ, hay là còn là con tôm tích, ở em gọi là tôm tích. Thì lúc nãy em có chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn rồi, con tôm tích này thì mình, nếu như mà ở nhà ai mà các em bé mà hay bị tè dầm, gọi là đái dầm, thì ăn con tôm tích này nhiều nhiều vào thì sẽ trị được bệnh tè dầm hoặc là đái dầm của em bé con nít. Nhưng mà bữa nay có tả hết rồi cho nên là cũng không sợ. Còn đây là hàu, hàu sữa. Hàu sữa nhưng mà hôm nay hàu cũng không có được mập lắm, không có được núng nính lắm. Hàu sữa này thì ăn vào hàu, hàu sữa thiên nhiên, ngon, ngọt, thơm. Tí nữa em sẽ ăn như thế này em chia sẻ. Và đây là cái nồi nước, cái nồi nước sả. Em sẽ ăn hàu, hàu sữa nhúng với sả. Là cái này là món ăn mà nguyên chất ở Quy Nhơn Bình Định mình á. Cũng như là cái hàu sữa này là em ăn với mù tạt hoặc là wasabi á, hoặc là wasabi. Đó là nó ăn được hai kiểu. Thì trong cái này lúc nãy em cũng có chia sẻ là em có cho ống wasabi vào rồi. Cá xì dầu với lại ớt sắc. Đây. Em cho thêm một xíu nữa, nãy em ăn là vừa ngon rồi đó. Đó. Mình ăn bao nhiêu mình cho bấy nhiêu nha. Em thấy anh Phạm ăn mắt, anh ăn rất là cay luôn, rất là nồng luôn. Còn em thì chỉ ăn được như đây thôi. Đó, cứ thế mình đánh lên. Mình đánh cho nó tan đều. Tuyệt vời chưa? Đó, lúc nãy em chia sẻ thì bây giờ mít mất tiếng, bây giờ em sẽ chia sẻ lại hết. Thì đây là em cũng đã khui bia luôn rồi. Bây giờ em sẽ khui cái lon mới để em chia sẻ lại là bia Camel nhỏ 250.000 một thùng, 24 lon, thùng lon 330ml. Trong này là có trúng thưởng luôn ạ. Nó nổ. Tết mà khui cái này rồi nổ rất là vui tai, nổ như pháo, nổ như Tết vậy đó. À, Tết mà. Đây là chương trình trúng thưởng trong này. Cô chú anh chị và các bạn cứ xem chương trình trong này rồi mình đây là chúc bạn may mắn. Không trúng ạ. Còn cái này là có trúng lon bia, bữa giờ em cũng có bán và có nhiều cô chú anh chị trúng, có mang nắp này qua nhà em đổi cũng được nhiều nhiều lon. Trúng bia thôi ạ. Còn đây là dòng bia Chita. Bia con báo xanh 500.000 một thùng, thùng 24 lon 500ml. Đó, bia này uống vào rất là thơm ngon, và đặc biệt bia này bia cao cấp. Còn bia này bia Camel đỏ thì cô chú anh chị và các bạn mùa Tết này mua rất là nhiều. 320.000 một thùng, một lon là 500ml. 320.000 một thùng thôi. Quá là hấp dẫn, mỗi thùng đều 24 lon. Đây. Đây là cái dòng bia mà em muốn chia sẻ tới cô chú anh chị và các bạn. Giờ em xin phép mời mình vào món. Đây là bây giờ mình sẽ ăn món hàu. Hàu thì mình nặn chanh vào ạ. Đây, mình nặn chanh vào. À, mình thích ăn chua hoặc là ăn chín tái nhiều quá thì mình nặn chanh nhiều. À, còn như em thì ăn vậy là vừa rồi. Đây, bây giờ em sẽ cho cái đây à, để cô chú nhìn rõ hơn. Em sẽ cho cái wasabi này lên để mình ăn như thế này luôn. À. Em mời cô chú anh chị và các bạn nha. Ui, sữa. Mới có sánh vào là sữa nó chảy ra. Em mời ạ. Ngon quá. Hiểu như là mùi gừng rồi cái sữa trong con hàu á, nó chảy ra trong miệng mình, ngọt béo thơm ngon, kèm với wasabi, cá gừng rồi cá chanh rồi cá ớt hòa quyện, ngon quá. Em mời một ly bia Camel mùa Tết. Ngon quá. Ở Quy Nhơn thì đang se lạnh.
cho nên là em không có uống đá nhiều, em chỉ bỏ một tí cho nó có hương vị, cho nó có cái vị lạnh lạnh, nó có đồ lạnh tí. Ăn hải sản uống bia là tuyệt vời ạ. Rồi bây giờ em sẽ cho những cái con hàu này, 2-3 con vào trong này để một xíu thôi là mình vớt ra liền ạ. Mình để lâu quá nó sẽ bị mất cái, nó chín quá nó sẽ mất ngon con hàu ạ. Ai đến Quy Nhơn cứ gọi món hàu nhúng xả, hàu sashimi là sẽ có những con hàu tươi sống ngon, ăn ngập mồm, sữa tràn ra, ngọt béo thơm. Thì vừa ăn mà vừa ngắm ra cái khung cảnh biển bồng bềnh. Cô chú anh chị thấy tại sao gọi là bồng bềnh đây ạ? À? Đây, nhìn rất là bồng bềnh. À, trước mắt em là một cái dàn cúc đào để mà mọi người check in. À, nhìn rất là hấp dẫn. À, đó, nhìn đẹp không ạ? À? Ngồi ăn mà ngắm hoa mai, hoa đào rồi nhìn bồng bềnh, rồi xung quanh là khách hàng cũng đông. Cho nên là mình vào đây là có một cái khu ăn mà gọi là vừa ngon vừa đẹp rồi vui nhộn nữa, thì không lý do gì mà mình không vào đây. Hồi nãy thì em cũng có chia sẻ hết rồi ạ. Cả nhà mình cứ đến cái khu bồng bềnh này thì mình có thể chọn cho mình những quán ăn mà đặc biệt em thấy quán này thì đồ ăn ngon tươi sống. Ăn xé ra rồi, mình thấy rõ không ạ? Đây là địa chỉ cũng như là số điện thoại ở đây ạ. Menu em có chia sẻ luôn rồi, thì cô chú anh chị và các bạn có muốn thì cứ liên hệ ạ. À, còn đây là cái món cháo mà cháo hải sản. Cô chú anh chị các bạn đến thì cứ gọi cho mình, muốn ăn cháo gì thì cứ gọi, cháo hải sản, tôm mực đồ gì đó. Hoặc là những cái món hải sản trong này mình ăn á, mà mình còn thì mình cứ bỏ vào cái tô cháo này, mình ăn thì sẽ rất là tuyệt vời. Trời ơi, tôm xìa, cái con xà dô này ăn ngon, mà mùa này không biết sao mà nó hơi bị, đây nó hơi bị nhã nhã, hồi nãy em thấy to sao giờ lên này thấy nhã. À, đây là bánh tráng của Quy Nhơn mình, đây là nướng lửa than này, nhìn vàng cháy xém xém. Ừ, giòn quá. Mọi người thích nghe ăn nhau ăn sáng. Bây giờ em sẽ ăn qua con, tìm cái tâm đây, em ăn qua con ốc nhảy. Đây là con ốc nhảy nè. À, trời ơi, đó, ốc nhảy cái nè. Cái phần đây mình có thể bỏ, nếu ốc hương thì mình ăn luôn cái phần dip nè, còn cái này mình bỏ ở đây cũng. Rồi chấm vào ạ. Đây, trời ơi, tuyệt vời chưa. Ôi, cái muối dẻo ở đây ngon, hấp dẫn quá. Rồi em mời ạ. Ngon ngọt quá. Em bảo em bả xương bả giả đó là nó ngọt, nó dai, nó giòn, nó béo, bốn cái hương vị nó hòa quyện lại tuyệt vời. Ốc nhảy cái à, nhớ vào mùa mà có ốc nhảy cái thì nên gọi, ngon lắm. À, đây tôi chấm muối dẻo vào. Ngon quá. Cái muối này chấm vào ăn xong là phải uống bia, cực kỳ ngon. Trời ơi, nó dai, nó động, nó động trong vòng họng mình, trong miệng mình, nuốt vào uống miếng bia nữa không còn gì bằng. Ừ, 50 mình uống từ đây xuống đây, nó động tới đây là được 50 này đó, kinh nghiệm bán nhà hàng của em. Em mời ạ. Đó là nổi bọt, nó không còn gì bằng. Cái con ốc này á, để em vớt cái con hàu này ra cho để nó chín. Đây, hàu nhúng xẻ mình chỉ nhúng sơ sơ vậy thôi.
À, món này tuyệt vời lắm. Cái món này mà đây mình chỉ nhúng nhẹ nhẹ như thế này thôi, nóng rồi đây. À, đây là cái con hàu nhúng sả này, chỉ nhúng như thế này thôi là không có bị teo con hàu mà là vừa chín tới ăn ngon lắm ạ. À, em mời nha. Ôi muối nhiều nó nhiều đây. Sả cái này chấm với muối tiêu cũng ngon. Còn một con nữa, trời ăn hàu ha, mát lắm ạ. À, cái này là dành cho đàn ông á, rất tốt cho đàn ông. Đây con, đây con, đây em sẽ chấm với chẩm chéo. À, để gắp đũa đây cho anh. Em cũng hảo ăn muỗng lắm. Đây chấm nhẹ thôi để giữ hương vị hàu ạ. À, mình coi thử cái vị thử như thế nào. À, trời, hàu ăn với chẩm chéo thơm. Mới em mới có nhai cái nó sữa trong con hàu nó xịt vô miệng rồi, nó hòa quyện với cái hương vị chẩm chéo nữa, ngon quá, tuyệt vời. Do em mời bia camel. Hai trăm rưỡi ngàn một thùng, thùng 300 lon 330 ml, nồng độ cồn là 4.5 độ. Ok ạ. À, 4.5 độ. À, ngon quá. Rồi bây giờ em sẽ chia sẻ, từ từ, đang hàu đang ngon quá, làm con hàu cuốn lá cải nữa chia sẻ với cô chú anh chị nha. Con hàu này hồi nãy là em ăn với mù tạt rồi, bây giờ em sẽ cuốn vô lá cải này. Đây em cuốn vào lá cải, ở dưới này em có cái sọt rác ở dưới đó. Đây bỏ con hàu vô lá cải nè. Hấp dẫn chưa? Đây con hàu bỏ vào lá cải nha. Rồi em cho mù tạt vào, rồi tới nay em làm một cuốn nữa em cho ăn với lại chẩm chéo ha. Trời ơi này mình ăn giống kiểu Hàn Quốc. À, rồi gấp lại bỏ vào miệng ăn thôi. Em ơi. Nó nồng lên hai con mũi, cay mắt, ngon quá. Hôm nay em thử một con hàu với chẩm chéo nữa nha. Ăn không nè. Trời ơi, ăn hàu sống là ngon lắm mọi người ạ. À, đừng có nướng phô mai rồi chi cho uổng. Đây đây chẩm chéo lên. Trời ơi. À, em ơi hấp dẫn quá. Ăn thử cái hương vị hàu sống mà ăn với chẩm chéo như thế nào ạ. Con hàu này nó ốm nhưng mà sữa nó nhiều ạ. Rất là nhiều sữa. Em không nghĩ mà hải sản mà ăn với đặc sản Tây Bắc lại hòa quyện mà nó phù hợp, nó kết hợp lại rất là phù hợp luôn á. Hợp lý ạ. À, hợp lý mà làm lên, quá hợp lý. Cả nhà mình có dịp ăn hàu sữa với lại chẩm chéo, cho em xin ý kiến ạ. À, comment ở dưới cái bài giùm em ạ. Ngon quá. Em thì giờ bị huyền thoại cái từ ngon quá rồi. Ai yêu thương em thì sẽ thương cái câu của em là ngon quá. Còn cả những cái video cả nhà có thấy em chia sẻ là có những món em không hài lòng là em nói. À, thì được vậy nha. Mỗi người một cái cách nấu,
ai nấu cũng ngon, nhưng mà cái hương vị của mỗi người khác nhau, nó có hợp với em hay không thì em chia sẻ thôi, chứ còn không có dám nói là người này nấu dở người kia nấu ngon. Bây giờ em sẽ ăn. Bây giờ em mê mực, em Văn Quy Nhơn mà em rất là mê món mực. Mực thì em sẽ ăn một miếng mực, ở đây gọi là mực nướng muối ớt. Đây là mực nướng muối ớt, trời ơi cái miếng mực nó dày nè. Đây là mực nang, mực này cũng là mực cao cấp, mực đắt tiền ạ. Cái miếng mực nó dày. Giờ em sẽ chia sẻ một miếng cho bạn cameraman ăn cho vui ạ. Để ăn một mình mùa Tết cũng hơi buồn ạ. Mời em vô. Bạn rất là ngại lên hình cho nên là bạn chỉ là đứng sau ống kính thôi ạ. Em mời em ăn không thử hương vị như thế nào. Nó giòn. Nhìn mặt cameraman ăn rồi em mất cười. Ai nghĩ là ngon á, mặt là ngon, hấp dẫn á. Rồi cái miếng mực, miếng của bạn cameraman dày hơn miếng em. Ngọt, nó ngọt, nó giòn, nó dai, tuyệt vời quá. Em mới ăn không á nha. Giờ em sẽ chia sẻ với cái nước chấm thần thánh đây và cái chậm chéo. Chậm chéo không phải nói thật sự nha. Nó phù hợp với nhiều món ăn của Việt Nam mình. Rất là ngon. Trời ơi. Mẹ nhé ơi. Mực mực mà chấm nè. Nhìn thôi là đã thèm rồi, đừng nói chi. Thôi ăn vào nha. Trời ơi, nhìn nó chén sốt thì phải để cho cả nhà em xem. Em mời. Hết luôn. Ngon quá. Không biết là mọi người có nghe em nhai không? Giòn lắm ạ. Bỏ vào miệng cái điều đầu tiên là giòn. Ngon và sực sực sực. Không thể nào mà không uống bia. Em mà. Tại sao em hạn chế chấm chậm chéo? Bởi vì chấm chậm chéo rất là ngon. Mà có nhiều cô chú anh chị á, hay nói là sao cái gì cũng chấm chậm chéo, chấm cái nước chấm của vùng miền đi. Thì em sẽ chia sẻ cái nước chấm của vùng miền trước. Em sẽ gắp một miếng nữa, em cho với chậm chéo để em đưa ra cái cảm giác của em nè. Mực ngon quá, mực dày. Thôi thôi, hết luôn. Thôi cay rồi, em chấm nhẹ tay chút. Nói nhẹ tay mà hình như mình có thấy miếng mực đâu à. Không ai thấy miếng mực luôn, bây giờ em đi lặng em tìm miếng mực của em. Đây, thấy rồi. Trời ơi. Bà chui, bà hộp vô cầm chậm chéo, sao bà chui tuốt ở dưới. Bà nằm dưới đáy đại dương vậy đó, giờ em vớt bà lên đây. Em sẽ ăn thử nha. Trời ơi. Tại sao mà em nói cô chú anh chị là nên dùng nước chậm chéo này pha với nước ngọt loại gì cũng được. Thế thì cái hương vị miền Trung mình á, ngọt ngọt đậm đậm nó sẽ ngon. Mà em chấm miếng mực này nè, tại sao nó lạnh ở dưới. Ơi hai cái này nó hòa quyện với nhau rồi. Em ăn mực này mà nó chấm với chậm chéo nữa, em bỏ vô miệng em cảm giác như là hai là một vậy á. Không biết nói gì hơn. Em mời bia chi ta, bia camel. Cả nhà mình cứ uống thử. Nếu mà thấy một thùng mà uống ngon thì mình mua thêm 9 thùng là đủ 10 thùng uống. Hấp dẫn lắm. Em mời ạ. À.
không phải là em mê uống bia đâu. Em không có thích uống bia, tứ lỗ tôi em cũng thích luôn, nhưng mà hồi hết lông rồi. Còn cái lo lỗ hôm nay em quay mà nó bị mất tiếng. Đây, camel vàng, camel xanh pha vào. Đó, em uống bởi vì bia ngon, mà mùi ngon, uống với bia phù hợp, hợp với khẩu vị. Hấp dẫn quá. Bây giờ em sẽ ăn món xeo này. Mà tại sao kêu con xeo? Hồi giờ em ở đây em cũng ít nghe lắm. Đây, con xeo này. Nhìn thấy giống con xào điệp thì ăn thử, ăn không thử nó có cái vị nó như thế nào. Nướng mỡ hành ạ. Trời ơi. Em ơi. Cái thịt nó không có dai như xà điệp. Nó mềm. Mà đường cái nó ngọt. Nó mỏng mà. Nó tan trong miệng mình. Chứ còn mà cái này thì em thấy độ ngọt nó cá rồi, cho nên em nghĩ không có đưa cái nước này vào. Em sẽ đưa cái chậm chế vào thử. Bởi vì cái này nó có độ ngọt. Cay quá hả? Mà vẫn muốn ăn. Đây. Cho nên cái này thì nó có vị ngọt, nên em không có đưa, em đưa độ đậm đậm thơm thơm của chẩm chéo vào. Ăn thử. Đúng như suy nghĩ của em á. Cái chẩm chéo á, nó hòa quyện với cái con xeo này này. Xeo nó ngọt lắm. Thịt nó ngọt, nó mềm, nó mỏng. Ăn hải sản này mà chấm cái nước muối dẻo rồi chấm thêm cái chậm chéo nữa thì thơm ngon quá. Hồi nãy giờ chị chia sẻ cái này chưa? Có ốc câu nè. Cái con ốc câu này nè, mọi người đến á, bồng bềnh á, thật sự nó không có, cái người không quen á không có ngon, nói chung là không có ngon bằng những cái con xà dương hay con này, con ốc nhảy. Nhưng mà nó là cũng bắt nguồn là khi đến Bồng Bềnh là phải ăn con ốc này nè, ốc câu. À, ăn chút xíu vậy nè. Nhưng mà ăn vào nó có cái độ nhớt nhớt rồi nó, em chia sẻ nha. Chấm đậm vào. Đây. Ôi. Nhìn cái chén của dẻo mà hấp dẫn quá đi. Đây. Thôi rồi. Còn hơi nhiễu đó. Nó nhiễu lên áo, nó nhiễu lên quần luôn. À. Cái điều đặc biệt đầu tiên mà ăn vào con ốc này thì nó có cái độ nhớt của nó. Em sẽ chấm với chậm chéo nha. Nó có độ nhớt của nó. Ăn nó dai dai, nó ngọt ngọt. Cái thịt nó thì hơi nhả. Hơi nhả nhưng mà càng nhai càng ngon á. Ôi. Chấm chấm với chậm chéo à. Chấm ngập vào nè. Có cái gì mà vừa đã cay rồi mà cứ thích ăn à. Em ơi nha. Nói về con ốc câu này á, mình ăn với muối dẻo nó hợp hơn. Bởi vì cái độ ngọt của con ốc này nè. Cho chị xin thêm khăn lạnh đi em ơi. Với cho chị chén dĩa rau đủ thứ, ăn rau răm với lại dưa leo rồi đó. Ăn cả rau răm, dưa leo, rau thơm, rau húng. Nãy giờ em đang tập trung mà em không quên để ý cái rau nó quyết định cho món ăn ngon của em. Nhìn nó nhiễu nhưng mà nó thật sự là hấp dẫn hả? Sau đây em sẽ chia sẻ cái con xà dương. Xà dương nãy chị chia sẻ chưa? Hả? Dạ, em quay lại video. Cho nên là em không có nhớ được là cái món này em chia sẻ chưa. Trời ơi. Đây. Đây là cái con xà dương nè. Không phải là một con mà hai.
hai nhân đâu ạ. Đây là em mượn một con rớt ở dưới mà nó bự. Đây ba con luôn. Cả nhà thấy không? Đây con xà dương nè. Đã. Ta nhã. Đây em sẽ chấm vào đây. Ôi. Hai. Cá lóc chanh. Cái cọng gì đây? Anh bảo ra này cho để nó lộn lẫn lộn vào. Đây ạ. À. Ô trời ơi. Em mời nha. Xà dương này mình hấp á, nó không ngon bằng cái con xà dương mà nướng mỡ hành nha. Á à, lộn. Đúng rồi. Nướng mỡ hành. Xà dương hấp cái thịt thật sự là rất là thơm, ngon, dai, nhưng mà nó không có ngon bằng xà dương nướng mỡ hành. Em mời chấm và chấm chéo nha. Đây em cứ đưa máy vào khi mà chị chấm nước chấm nè. Cái hải sản không hiểu sao mà khi bỏ vào nè, em bỏ vào là nó ngập luôn chứ không phải là em cố tình mà em nhấn chìm nó dưới đáy đại dương của chấm chéo đâu. Tại sao đặc sản Tây Bắc với lại là hải sản lại hòa quyện như thế ta? Trời ơi trời, em hứng quá. Đây à, em ơi. Đó chị em. Cá rau răm. Phải cá rau răm, ăn hải sản phải cá rau răm ạ. Rau thơm hoặc là rau húng. Bắt buộc phải cá. Em để thêm vô đây nha. Trời ơi, em là tín đồ ăn rau. Chấm vào cái xà dương á, mình ăn với cái nước sốt, nước mắm dẻo này, muối dẻo này, ngon hơn, dễ ăn hơn với chẩm chéo. Bởi vì chẩm chéo á, ăn với cái món xà dương, nói chung là mấy cái món chẩm chéo là ăn với mấy món nướng á cả nhà, ngon lắm. Với lại hàu nha, hàu sống, ăn với đồ sống với đồ nướng. Đây, hấp rồi đó em ơi. Tuyệt vời quá. Hai thùng bia em muốn hết. Bây giờ con tâm tít. Đây ạ. Cả nhà mình nhìn cái nồi nước xả này, nó sôi sục này. Đó, trời. Cứ bỏ vào khoảng 2-3 phút thôi. Vớt ra là ăn. Ăn liền thoải mái. Đây. Bây giờ em sẽ ăn con tôm tít. Dây kéo dễ thương. À. Con tôm tít này à, em có ra Hà Nội em thấy cũng có nhiều ạ. Sài Gòn, Hà Nội nhiều lắm. Gọi là bê bê. Thôi. 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 Hồi nãy em quay cho cô chú anh chị và các bạn thấy là hàng sống à. Ơi. Trời ơi. Tuyệt vời quá. Cho em mời nha. Chấm với này đây. Chị em à. Làm con nữa chấm với chấm chéo thử hương vị nó có phù hợp không để em chia sẻ. Thật tâm à. Cả nhà mình cứ ăn như thế nào, cắt đầu cắt đuôi. Cắt hai bên nữa là xé được cái con tôm tít ra. Tết thật là vui và thú vị. Em thì có một mình thôi cho nên là khi mà cùng gia đình, nhà em thì ngại lên sóng á, lên màn hình á, lên hình á, cho nên là khi bên gia đình xong là em sẽ đi chia sẻ hết những cái gì. Em thì có một mình, không có con em thì 17-18 tuổi rồi, lớn rồi. Nên là em đi chia sẻ hết những ẩm thực ngon cũng như là những cái khu du lịch nổi tiếng đẹp
và những cái không cần nổi tiếng mà những nơi mà thanh bình yên ả, những nơi nào em đến em đều chia sẻ với cha cô chú anh chị biết. Em mời ăn thử cái chẩm chéo ngon không nha, bởi vì cái chẩm chéo này mình ăn nhiều món ngon, nhưng mà có những món nãy giờ em ăn thì nó ngon nhưng mà nó không có bằng cái món nước chấm của nơi gọi là nước chấm cay quá em mềm môi luôn. Đúng rồi, nước chấm chuyên của nó à. Con tôm tít này phù hợp với cái chẩm chéo à, phù hợp ngon. Này em muốn bia nữa em xỉn à, uống nhiêu ra thôi, còn tí để ăn cháo nữa rồi chia sẻ với cô chú anh chị hết cái tô cháo. Hỏi rồi em kết thúc à video ạ. Video em nhiệt tình quá, em chia sẻ hơi dài ạ. Cô chú anh chị thương yêu, quan tâm ủng hộ kênh Bắc Kim Thang Vlog, đăng ký kênh, chia sẻ và ủng hộ đặc sản Bình Định, đặc sản Tây Bắc, bia Camel Chita. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Cay quá, em cay mà em mềm môi. Cái này thì phải chấm với cái này à, trời ơi, hải sản chỉ cần một chén này thôi, có thể chén muối tiêu nữa cũng được ạ. Giòn rộng giòn tan. Đây, ở nhà mình ăn dưa leo, mua giấm chéo và chấm dưa leo, chấm mọi thứ cũng đều ngon. Ngon ngon, hợp với rau luôn ạ. Và món nướng cũng ngon ạ, hết luôn. Chấm từ hai nước sốt lại với nhau như thế nào ạ? Trời ơi, em ơi, ngon quá. Bí quyết chấm chiếu quên quên hết đây. Em đóng miếng nước ngọt, chấm chậm chéo với cái nước sốt dẻo này rồi ăn vào miệng á, giống như hai trong một vậy á, nó không có khác gì hết trơn á. Thôi giờ này xỉn là uống nước ngọt thôi, em xỉn á. Đây là cái món mà cháo hải sản, cái đầu hành hè, đây cá tôm, cá xìa. Em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cái hương vị của món cháo nha. Trời ơi, ơi gì đây, trời an tâm xong rồi bỏ hôm nay luôn. Thôi mình muốn á thì mình có thể mình lấy những cái hải sản này nè đó, mình bỏ vào luôn đều rất là phù hợp ạ, rất là hợp lý. Khi mình ăn hải sản, mình gọi một tô cháo hải sản xìa thôi, hạt tôm thôi, đừng có gọi thập cẩm gì hết á. Còn những cái món ăn trên này nè mình bỏ vào, trời tuyệt vời. Muốn bia nó ọ lên, em ăn thử nha, ăn thử hương vị như thế nào rồi bắt đầu em ăn thiệt. Mà ơi nó ngọt quá, tôm với xìa ra nó ngọt quá. Cái này nó giống con sêu, cũng phải con xìa cả nhà. Đây giống con sêu á, giống con sêu á. Hèn gì cháo nó ngọt, em ăn vào trời sao ngọt dữ. Ngọt. Em chờ tới chậm chéo cho thử nha cả nhà ơi. Tí thôi. Em là không thích ăn ngọt, em thích ăn vừa vừa thôi, không ngọt không mặn. Bỏ chậm chéo vô cái màu đẹp liền đó. Hấp dẫn lên luôn. Rồi em mời nha, em ăn với miếng tôm này, con tôm. Khi mà mình bỏ chậm chéo vào
cái độ đậm đà đó, thơm á, nó hòa quyện lại. Cháo là phải ăn chung với bánh tráng à. À, Quy Nhơn em ăn kiểu này nè, không biết cô chú anh chị ăn như thế nào. Trời ơi, ngon bánh tráng nó giòn. Đây, em mời hết nha. Hôm nay khách đông quá, bị thiếu nước mắm, mắm sắc ớt. Người Quy Nhơn em á, bình định luôn, hay ăn nước mắm á, sắc ớt chấm với bánh tráng, bánh tráng chín, gọi là bánh tráng nướng á, hot nước chấm. Em quên, xém một chút là em quên, ở đây là chuyện nào cô chú anh chị cũng sẽ lên nói em. Đây là con thôi như giờ cây ha, em quên tên con Nhâm. Đây mình ăn, ăn trong này ạ. À, đây đây em quay cỡ nha, nó có những cái phần thịt thôi ha, không có nhiều đâu. Thịt của nó là chỉ một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh. Để chị đếm lại đi, 1 2 3 5 cánh. À, hai ơi như cò đã sao vàng, 5 cánh à. À, 5 cánh thì mình sẽ ăn đây. Em sẽ nhét hết 5 cái cánh của con Nhâm này đây ạ. À, đừng có bỏ cánh nào bởi vì con Nhâm nó rất là ít thịt. Mà đặc biệt nha, con Nhâm này á là mình có thể làm mắm Nhâm. Trời ơi, cũng biết cô chú anh chị các bạn ăn mắm Nhâm chưa, cho mắm Nhâm à. Trời, mắm Nhâm nó ngon mà nó gọi là cái hàng cao cấp à. Một con như thế này 40 ngàn thì cô chú anh chị nghĩ là mắm Nhâm nó sẽ mắc tiền cỡ nè. Đây miếng thịt nó lúc lắc à. Ăn không thì hơi lạc nha. Em chia ra một nửa để em chấm với cầm nhẹ tay thôi chứ đâu tay á. Chấm với đây muối dẻo ha. À, ăn với muối dẻo, con này nó béo nó ngọt, ăn với muối dẻo nó cũng hơi ngọt ngọt. Em không biết con này nên ăn với cái gì nhưng mà em ăn muối dẻo nó hơi ngọt ngọt. Thế là em cũng bán cái này mà cũng có muối tiêu, theo em thì em thích ăn muối tiêu á. Đây em cho thấy tí chậm chéo và ăn chung với Nhâm thử hương vị như thế nào ạ. À, anh mời không nên bỏ phí một tí nào bởi vì nó có 5 cánh thôi. Con Nhâm này 40 ngàn nó chỉ có 5 cái cánh thôi. Đây em mời. Rồi. Có một cái điều mà em muốn nói, Nhâm ăn với chẩm chéo hợp hơn ăn với muối dẻo, hợp lắm, ngon đậm đà. Còn muối tiêu thì tùy cảm nhận nha, hiện giờ em đang so sánh, em cũng không so sánh luôn bởi vì theo em thôi. Cái Nhâm nó ngọt nó béo, ăn với chẩm chéo cực kỳ thơm ngon bởi vì cái nước sốt này nó cũng dẻo rồi cái béo nữa, hai cái hòa quyện vào ạ. Đối với em thì nó không phù hợp bằng, chứ không phải là không phù hợp, không phù hợp bằng chẩm chéo. Mà hiện giờ chẩm chéo của em là chẩm chéo của bên anh Hải Sa Ba TV, đặc sản Tây Bắc, 100.000 một lọ. Không phải là mình bán mà mình nói về cái hương vị cũng như là cái sự hòa quyện, nhưng mà em thấy quá tuyệt vời. Sau đây em xin phép cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi kênh Bắc Kim Thang Vlog, yêu thương ủng hộ kênh. Làm uống miếng nước nha. Còn miếng cháo hết luôn cho để mọi người nó bỏ phí à. Yêu thương ủng hộ kênh, đăng ký kênh, chia sẻ, like và bình luận góp ý giùm em để em ngày càng tốt và phát triển hơn. Em thì bán đặc sản Tây Bắc, đặc sản Bình Định, bia Camel Chita thì cô chú anh chị cả nhà đã biết rồi. Địa chỉ 240 Ngô Mây,
phường Hoàng Mai, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. À, số điện thoại của em là 0913420679. Yêu thương thì mua hàng ủng hộ em cũng như là đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye.